Xin chào các khán giả của Thiên Hải Audio. Hôm nay thì mời mọi người cùng với Hải Sơn chúng ta sẽ tìm hiểu về T-Series, một trong những dòng sản phẩm rất nổi tiếng đến từ thương hiệu Rail, thương hiệu subwoofer nổi tiếng hàng đầu của Anh Quốc. Bên cạnh Hải Sơn là model T5, T5X và chúng ta sẽ có T7X và T9X. Ở trong dòng T-Series này chúng ta sẽ có 3 model và nó sẽ có những cái mức giá chênh lệch nhau rất là hay. Ví dụ như chúng ta sẽ bắt đầu từ 699 bảng Anh ở trên trang chủ của hãng dành cho model T5X và chúng ta sẽ cộng thêm 300 bảng Anh cho model tiếp theo là T7X, tức là 999 bảng Anh. Và model T9X, model lớn nhất trong dòng sản phẩm này, sẽ có mức giá là 1299 bảng Anh. Đây là một dòng sản phẩm subwoofer thuộc phân hạng là Hi-Fi và chúng ta sẽ bước chân vào cánh cửa của những chiếc subwoofer cao cấp với dòng sản phẩm này. Và bây giờ Sơn sẽ giới thiệu kỹ về từng model. Với sản phẩm đầu tiên, T5X, đây là một dòng sản phẩm entry level nhập môn cho dòng T-Series. Tuy có một cái kích thước rất là nhỏ gọn nhưng nó được làm rất là sang trọng với cái tông màu black piano đen bóng, trông rất là bắt mắt. Tuy trông một cái kết cấu nhỏ như vậy nhưng mà trọng lượng của nó tương đối nặng. Khi nhấc lên sẽ có cảm giác rất là chắc chắn với 14,3 kg. Loa này là một cái loa thùng kín và nó sẽ sử dụng một cái driver có cái đường kính là 8 inch, tức là khoảng 20 cm, đánh úp xuống phía dưới đất. Và cái màng loa thì làm bằng vật liệu nhôm. Đây là một cái subwoofer có mức công suất là 125W và chạy mạch là class AB. Nó cho cái giải tần số trầm xuống sâu nhất là khoảng trừ 6 dB, sẽ xuống được là 32Hz. Nó phù hợp cho những cái loa bookshelf nhỏ và phù hợp cho những cái gian phòng dao động từ khoảng 12 cho tới tối đa là 25m². Tiếp theo sẽ là model T7X. Đây là model nằm ở giữa, nó nằm trên T5 và nằm dưới so với T9X. Thực tế thì đây là model có mức doanh số bán rất là tốt trong cái dòng sản phẩm T-Series. Nó có một cái kích thước không quá lớn nhưng mà nó cũng khá là nhỏ để có thể để ở nhiều không gian khác nhau. Và vẫn sử dụng tông màu là đen bóng black piano với 5 lớp sơn phủ. Đây là một chiếc subwoofer có trọng lượng lên tới là 17,5 kg. Nó có mức công suất tương đối, đó là mức công suất 200W chạy mạch class AB. Và nó cho giải tần trầm cũng xuống sâu hơn so với T5X, xuống tới mức là 30Hz ở mức trừ 6 dB. Và với một cái chiếc subwoofer như thế này, chúng ta có thể sử dụng được cho những gian phòng từ 15 cho tới 30m², với một cái cấu trúc là vẫn là cái loa subwoofer thùng kín, nhưng mà họ đã trang bị cho chúng ta hai cái driver. Một driver chủ động là có đường kính 8 inch đánh ra phía trước, và một driver thụ động thực chất là một cái màng rung có cái đường kính là 10 inch đánh úp đất. Nó có thể, cái chiếc subwoofer T7X này có thể sử dụng được với những bộ dàn âm thanh bookshelf lên tới là bookshelf cao cấp, hoặc có thể sử dụng được với rất nhiều đôi loa cột. Và cuối cùng sẽ là model cao cấp nhất trong T-Series, đó là T9X. Model này có mức giá tham khảo trên website của hãng là 1299 bảng Anh. Nó chênh 300 bảng Anh so với model là T7X. Đây là một cái subwoofer vận là cái cách hoàn thiện rất là bóng bẩy đẹp mắt với 5 lớp sơn phủ và thường có cái màu đen bóng black piano rất là đẹp. Đây vẫn là một chiếc sub thùng kín, nhưng khác biệt ở đây đó là kích thước của màng loa đã có sự tăng lên. Chúng ta sẽ có được cái phần màng loa driver chính đánh ra phía trước với đường kính lên tới là 10 inch, tức là khoảng 254mm, và một cái màng zoom thụ động cũng có đường kính 10 inch đánh úp xuống phía dưới đất trong một cái kết cấu thùng kín. Ngoài ra, chúng ta sẽ có mức công suất lớn nhất trong cái mức T-Series này, đó là mức công suất lên tới là 300W chạy mạch class AB, và cái trọng lượng của chiếc sub này là lên tới khoảng trên 20kg. Với một chiếc T9X thì chúng ta có thể sử dụng cho những cái gian phòng từ 20 đến 40m², và âm thanh nó sẽ lấp đầy trong cái không gian đó. Giải tần trầm của chiếc subwoofer này xuống được cũng rất là sâu, xuống tới là 27Hz ở mức trừ 6 dB. Đó là những gì về T9X. Để kết nối và setup với những sản phẩm loa subwoofer T-Series thì chúng ta sẽ sử dụng cái dây Neutrik được cung cấp kèm theo khi chúng ta mua những chiếc subwoofer này. Chúng ta sẽ kết nối nó vào với đường cọc đấu loa ở phía đằng sau của những cái chiếc âm ly dẫn cho tới chiếc subwoofer. Kết nối như vậy sẽ đảm bảo về độ đồng pha của tín hiệu ở mức tốt nhất. Ngoài ra chúng ta sẽ điều chỉnh tần số cắt này và cái mức âm lượng của chiếc subwoofer sao cho phù hợp với cái mức độ tần số cắt của loa, mức xuống thấp nhất là bao nhiêu. Chúng ta cũng sẽ điều chỉnh cho phù hợp với cái giải tần đáp tuyến về tiếng trầm ở trong phòng, và để phù hợp với cái sở thích nghe của chúng ta. Cái đấy thì chúng ta có thể tự điều chỉnh hoặc là nhờ các nhân viên của Thiên Hà tư vấn và điều chỉnh.
Ngoài ra thì chúng ta không những là chúng ta có thể dùng một chiếc subwoofer này mà chúng ta có thể sử dụng hai chiếc. Ví dụ thay vì mua một chiếc T9X thì chúng ta cũng có thể cân nhắc là mua hai chiếc T7X thì sẽ đem đến hiệu quả âm thanh thậm chí là còn tốt hơn cho những phòng lớn. Với một cái cấu hình là hai chiếc subwoofer thì chúng ta sẽ để hai chiếc đó ở hai góc nhà ở đằng sau của bộ dàn, và mỗi một chiếc subwoofer chúng ta sẽ hướng trách 45 độ về phía người ngồi nghe. Như vậy thì đó cũng là cái khuyến cáo của hãng để đem đến một cái tiếng trầm lan tỏa nhất, cũng như tối đa hóa được cái cảm giác về âm thanh trầm stereo lấp đầy trong căn phòng. Và vì thế chúng ta có thể sử dụng được cho những không gian lớn hơn, thậm chí với những không gian có thể tích lớn hơn, và sẽ đem đến một cái tiếng trầm nó lấp đầy, và nó sẽ làm cho chúng ta có thể di chuyển ở khắp trong phòng mà có thể cảm nhận được một cái tiếng trầm nó rất là đầy đủ và nó rất là lan tỏa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến hệ thống thử nghiệm. Hệ thống mà hôm nay Thiên Hà lựa chọn đó chính là sử dụng một chiếc subwoofer bán chạy nhất trong dòng T-Series, đó là T7X. Với mức trầm nó có thể xuống được là -6 dB và 30Hz, thì chúng ta sẽ ghép nó với một cái đôi loa Buxell rất là chất lượng đến từ thương hiệu Proarc, đó chính là đôi DB1. Chúng ta sẽ ghép nó với một chiếc âm ly đến từ thương hiệu của Ý, đó là Unison Research S6, và mời mọi người cùng thưởng thức âm thanh trên bộ dàn này. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tưởng không bao giờ còn nhớ, nhưng bỗng một hôm trên đường xa phố thì tôi gặp người yêu. Ngày nào đôi mắt ưu tư thật buồn, nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết. Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi, trong những đêm không ngủ, trong đèn nhìn khói thuốc bay. Em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Hồng báo tin vui, tin em lấy chồng. Khi về bên anh em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi xa cách từ bao ngày, tưởng không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói sương, xin quên vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ. Senses. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road with Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels, but the message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Home, 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 home. One had his Juanita,
and a baby boy they named Miguel. On the other side of the line it's heaven, on this side it's a living hell. So you do what it takes, pick up stakes and try to escape the drought. But when you get to the border, the INS, they got the welcome wagon out. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Với T9X thì chúng ta đã có thể phối ghép được với những hệ thống âm thanh tương đối lớn và với những bộ dàn hi-fi cao cấp, với cái tần số trầm xuống rất là sâu là 27Hz của cái dòng T9X này, chúng ta có thể ghép nó với rất nhiều cái đôi loa cột ở mức cao cấp, và chúng ta cũng thể ghép được với những cái đôi loa Buxell cao cấp mà nó sẽ cho được cái âm trầm xuống lực này, sâu và có một cái tiếng trầm rất là chi tiết, đúng chất của cái dòng cao cấp nhất của T-Series.